ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបជួសជុលឬរបៀបដំណោះស្រាយ network ដែលមានបញ្ហាតោះនេះបាទមានន័យថា tao nét dương nét vực dương miền bảy hà vì ai mà đã mập bìa vậy kha toàn là mà dương thở đăng đăng bị hộp đào bìa chúng ta phải khá chậm ngư như thở đăng bị chậm ngư vì bài u thọ tha khi nhau mình vừa một hiện sự bào này ọ chẳng phải khá rồi nó vẽ chế độ sinh nhà mới là đã sai này chúng ta ở khi độ sinh nhà mới thở lấy khi nhau chưa buồn nó bị phải khá vì ai mà đã mập bìa cặp bè ai mà đã mập bì phổ viên rồi ai mà đã mập bì nội chính xe như rồi nhau chưa buồn trong một số tập tập thế bài chẳng bên lúc pet gặp xua dương này là chưa lại lại nãy là mình nói sai chẳng dương bỏ mặc hàng propon network bỏ dương với như được propon chui chui computer bỏ dương với mình có việc mà không nên đây mà chẳng nó pet là dương đăng pi đồng nó sai vì cả lá hết đăng pi pành hai với cả lá giải đó sai bàn toàn này mà ok là những dương số bật được mở pành hai một chấm nửa đường cao tí môi về tại toàn internet rồi còn network để miền pành hai mà to bị dương màn thuộc cả look adware nó adware spyware virus worm trojan host ủa cho chạy chạy toàn là mình thay dương màn thuộc cả para cam thì cũng chặt mero màn thuộc cả lục áp của anti error được gọi mero on đi cho nó pe lục và vẫn nó đưa của mero on nó vì tại tao như mới phá system bảo window trong vài pành hàng lần vô lại bà rồi việc mà làm một pi internet rồi pành hàng để vào sinh sinh tiền thì pi vì cái lost network connection after installation and install lần mình thay vì nó bắt connection network rồi bắt option network bằng to bị dương màn thuộc cả install rồi mới dừng lục à cam thì adware spyware anti spam vpn rồi có firewall same same tiệt rồi có network same same tiệt để tạo cam thì network toàn này bà thì bởi unable to access my web page you cannot mình nói thay dương mình ai chưa cả bao tờ lượng website rồi bao dương rồi cứ dương mình ai chưa cả access lượng website tiền nhỏ ai xa download cho đá lắm toàn này bà đã tạo tờ pop up error window như mùi nâng list program list same same but admin connection network ba tae tong registry error ba tae tong din admin panha ba hay tae tong ta nang ai fail to renew the network adapter for IP address or other DSP error mean ni tha network card របស់យើងនឹងយើងអត់កំណត់ IP address ទេយើងចង់ឲ្យ network card របស់យើងនឹងចាំទទួល IP ពី machine server ឬពី operator router ប៉ុន្តែ network card របស់យើងនឹងអត់ទទួល IP ពីគេវា error វាអត់ចាប់បានទេតាមណាមកពីអីតោះនឹងបាទแต่ตอนนี้ connectivity is just limit มาแต่จังมันถ้า avoid นั่นไปยัง connect network บ่ยืนต้องไปมีนายกำหนดแต่ตอน connection บ่ยืนเนี่ยไปคล้ายยังชอบเต๋อวิอดวิอด full อดเป็นวิเป็นหลักฐานให้ยังไม่ถูกการ connect เทียบบานหรือแต่ตอนปัญหาบน network เซ็นเตียดยังเอาแต่ตอนปัญหาถึงอันนี้ยังไอ้ประปรากฏเหมือนเมื่อได้มีชั่วโมงท่า net as win sock reset จัง net as win sock reset วิจิวิจิคำมันมวยได้มีหนุน window snapវាមានទូទីក្នុងការ fix លើ problem network របស់យើងតើតើនឹង fix ទៅ registry របស់យើងតើនេះបាទនៅពេលដែលមានបញ្ហាទាំងនេះកើតឡើងតើអូខេអញ្ចឹងអានេះភាគច្រើនវាតើតើទៅនឹង system អូខេយើងមកខាត់ពេលយើងបង្ហាញខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពី command នេះមួយអញ្ចឹងបើសិនយើងមិនចង់ប្រើ command ទេយើងអាចប្រើប្រាស់ program មួយឈ្មោះថា winsock fix ក៏បានដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពី command នេះមួយសិនខ្ញុំចូលរំចូលលើ computer ទី2ដែលមានឈ្មោះថា home អូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចូលរំចូល run y command cmd បាទបន្តមកទៀតនៅចូលឡៃនេះខ្ញុំវាយ command មួយដែលមានឈ្មោះថា netsh.clear1 ឈ្មោះថា win winsock.clear1 reset បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងវាយ command ហ្នឹងហើយឃើញណាបើគេដាក់ successful reset the winsock catalog បាទយើងមកធ្វើ restart អញ្ចឹងវាទាមទារយើងធ្វើការ restart computer បាទយល់ហើយនឹងបាទមួយទៀតប្រសិនបើយើងប្រើ command ហ្នឹងវាមិនទាន់វាមិនជោគជ័យបាទវាមិនជោគជ័យយើងត្រូវប្រើប្រាស់ program មួយទៀតបាទឬប្រើប្រាស់ program នេះឈ្មោះថា winsockfix អញ្ចឹង program នេះយើងអាចធ្វើការ download ពីអ៊ីនធឺណិតបានបាទមិនសុទ្ធមានស្រាប់ទេឡើងចុចលើ program ហ្នឹងពីរដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងមាន fix និង registry backup បាទអញ្ចឹងកន្លែងខ្ញុំយក fix បាទនេះវា winxp វា detect មិនថាអាកម្មវិធីនៅពេលយើងរៀនបានលើ windows xp វា detect ថានេះជា windows xp ឃើញទេក្រៅ winsock and tcp repair utility អញ្ចឹងវាគេ utility restore registry key and might become the computer and removing
host program bà chẳng những thích lựa fix như máu hay dùng gió dùng gió yes bà chẳng việc chập làm cho cả repair được cầu fix được không TCP IP được cầu được không registry bao giờ tạm đoan toàn này mà ok nếu việc mình nói về cầu bằng cho cả fix bà chẳng việc complete hay chẳng việc tìm tiền cho cả restart computer ok lấy những chuyện gì ok đảm bảo cho cả restart computer mùi nè ok chẳng những xong rong chạm tích chẳng là nói về cầu bằng cho cả start bình hay bà chẳng log in với chúng mua nhóm bán đi đá chúng nó bây giờ chúng ta log in với viên clear nơi configuration nơi trong lại TCP cho được ngon nhưng mà nè nó bây giờ cho vào miền IP tế bà toán khi lấy những nông thu cao một bên IP address với nó bảo muốn khi mà lịch mấy nhưng mà lịch giờ hàng pra mấy dân tử ok ok toàn này là nâng bàn chẳng là nâng sâu một chạm toàn tiết thay nữa không chúng ta phải đổi đến xung khăn mình tên mà vì chui đọc sài dựng nó bây đề nét với chúng mình bằng hà chẳng complete được bà bạc mình mới đây mình chung một thằng net SH rồi có khả thằng net SH bốc chùm mùi nâng Winsock bốc chùm mùi restart nên chỉ không muốn với thằng bà đồng